Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV. Clip ngày hôm nay mình xin gửi đến quý vị và các bạn một cái thông tin lừa đảo, chính xác là một cái thông tin lừa đảo 100% luôn. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy một cái trang, nó có tên là P-Chainmail. Nó đang một cách nào đó nó đang muốn nhại lại cái trang web P-Chainmail mà anh em chúng ta đã biết được rằng trong vài ngày qua thì đã có thể đặt mua hàng ở trên cái trang P-Chainmail rồi. Thì một cái trang nhái có cái tên rất là la la giống là P-Chainmail đó các bạn ạ. Giao diện thì cũng có vẻ là tương đối đẹp đó. Các bạn vừa thấy một cái hình ảnh giao bán cái bông khuyên tai ấy, các bạn cứ để ý xem đấy, ra suốt ngày đấy, nó đang lừa anh em mình nhé. Nếu mà anh em nào mà không tỉnh táo ra thì có thể sẽ rất là dễ mất cái ví pi của anh em chúng ta. Đây các bạn nhé, giao diện rất là đẹp này. Đấy, mang những cái món hàng có cái sự quan tâm của rất nhiều người, đó là iPhone đó, mang ra trưng bày để câu khách. Đây iPhone 11 Pro, 12 thôi, không có cái loại mới đấy. Rồi xe đạp này, xe SH này, các bạn thấy không, ô tô luôn, vài ớt với 5.500 pi đấy, mang ra để câu kéo các anh em nào ấy. Ví dụ như là ông nào mà có khoảng 6.000 pi muốn làm con vai ớt này đấy, là rất là dễ mất mất ví luôn. Đây thì đây hình ảnh quần áo thứ nữa, thì cái trang web này nó lừa đảo như nào đây, không rôm dài nữa, chúng ta thử vào cái phần login này. Những cái giao diện này rất giống những cái trang P-Chainmail các bạn nhé. Đấy, bắt chước rất dài là cầu kỳ đây đó. Các anh em chúng ta xem này, đấy, cái chỗ đoạn này mà anh em nào không tỉnh táo mà dán 24 cái cụ mật khẩu của mình vào cái đoạn này, rồi ấn vào đây là các bạn xác định là các bạn mất luôn cái cụm 24 mật khẩu ấy nhá, mình chắc chắn luôn. Đó. Đây lại còn cảnh báo này, ơi là một ví không lưu giữ cụm mật khẩu ví của bạn, chỉ bạn mới biết có thể truy cập, hiện không thể khôi phục. Đấy, cái đoạn này là đoạn cóp từ cái P-Wallet của anh em chúng ta dán vào đây. Và đây các bạn xem, mình xin lại một lần nữa nhắc lại với anh em chúng ta, chỉ có những cái kênh thông tin từ đây, từ cái trang chủ của P-Network mới được gọi là chính tông môn phái của dự án P-Network nha. Còn tất cả những cái gì mà nó liên quan đến Pi mà lệch khỏi cái luồng này là các bạn phải cẩn thận. Đấy, và đặc biệt là cái trường hợp này, đây là một trường hợp mà lừa đảo điển hình. Anh em chúng ta có thể chơi thằng này bằng cách như thế này. Đấy, nhập bừa với cái cụm gì đấy, có ý nghĩa là tí. Đấy, cho nó nhập đến mùa quýt nó cũng không thể ra được cái mật khẩu anh em chúng ta. Chơi nó thôi. Cứ đánh những cái từ mà nó có tí nghĩa thì các bạn nhá. Đấy, các bạn cứ đánh đủ 24 rồi gửi cho nó, cho nó nhập đến mùa quýt cho nó chết. Đó, các bạn công nhận mình không, cái đồ lừa đảo. Nên là mình cũng choi lại cho nó nhập lòi mắt ra. Thì đây, quay lại cái chủ đề chính. Những cái trang web này, Twitter này. Twitter thì các bạn biết là ngày hôm qua thôi, là P-Network trên cái nền tảng Twitter mạng xã hội ấy đã vượt lên vị trí thứ 9 trong số top 10 những cái dự án tiền điện tử mà được theo dõi nhiều nhất trên Twitter. Đấy, anh em nào mà chưa có tài khoản Twitter thì có thể lập một cái, nó đơn giản thôi, số điện thoại có thể để tạo được, rồi vào cái trang 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 chủ của P-Network trên Twitter và ấn follow. Mình đã có clip hướng dẫn để giúp dự án được lan tỏa rộng rãi nhiều hơn. Rồi kênh Telegram này, đấy, những cái kênh khác, Facebook, Instagram, YouTube, Medium,
thì chủ yếu mình thấy Picoteam thông báo những cái sự kiện của họ chủ yếu ở trên cái kênh này và trên cái app đào. App đào thì trên cái màn hình chính đấy, đấy các bạn vào đấy thì nó sẽ có những cái thông tin tin ở đấy rõ ràng hơn và cập nhật thường xuyên hơn. Còn đây thì cũng có những cái người bắt đầu lợi dụng cái trang P-Trainmain này này, vừa nãy mình chỉ cho các bạn đấy đó, để lừa đảo lấy ví của mọi người đấy. Một cái nickname là Phan Văn Hùng đấy, rất là câu kéo những cái từ câu kéo anh em chúng ta vào cái dự án này, vào cái trang web này. Ai bán giá 11, 12 chắc khóc thét rồi, hiện tại đã mua được hàng rồi, trang chính của Pi đã xác nhận rồi anh em ơi, có Trung Quốc, Singapore, Mỹ, Việt Nam đã trao đổi được rồi đấy, và đính kèm cái trang web đấy, toàn lừa đảo thôi đó. Ai biết ông này là ai, report chết luôn. Và đây cũng có một cái trường hợp mà chia sẻ với cái trang CK Capital ấy, là bạn ấy bị mất tận 10.000 Pi trong ví. Đấy, bạn ấy tạo rất nhiều các cái tài khoản khác nhau, sau đó thì gom về một cái ví chính của bạn ấy, và bạn ấy có đưa cái trường hợp của mình ra là cho mình hỏi làm thế nào để biết ví ăn trộm của mình ở đâu và có tố cáo lên Picoteam được không. Tố bằng rời các bạn ạ. Đã mất cái 24 cụm mật khẩu, coi như là mất ví rồi. Nên là các bạn hết sức cẩn trọng nhá. Một cái trường hợp mà lừa đảo điển hình. Mọi người cũng may là anh em chúng ta phát hiện sớm kịp thời và đã có những cái cảnh báo rất là nhanh ở trên các cái trang mạng xã hội cũng như là những cái nền tảng khác. Đấy, những trường hợp này các bạn nhập cho mình những cái từ 24 từ vớ va vớ vẩn gì đấy vào cho nó nhập đến mùa quýt cho nó đáng đời cái tên cái đồ đi lừa đảo. Đấy, các bạn cứ nhập vào nha. Ok, đây là những cái clip cảnh báo về một cái trang web lừa đảo 100% luôn, khẳng định luôn, để các bạn có thể chia sẻ, lan tỏa, giúp người khác tránh bị mất những cái đồng Pi của họ đã claim được qua bao nhiêu lâu qua. Rất nhiều thời gian thì mới tích lũy được một lượng Pi ít ỏi, nhưng mà vèo một cái mất trong vòng có phút mốt như thế này thì thật sự là rất là đáng tiếc, và cái tụi lừa đảo này rất đáng được lên án. Nên là các bạn giúp mình lan tỏa clip này để mọi người biết được và tránh nhá. Rồi, xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các clip tiếp theo của kênh chúng mình.